Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu tổng hợp của Công an thành phố Hưng Yên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 10 người bị thương, trong đó có 3 vụ tai nạn va chạm liên quan đến học sinh. Gần đây nhất, vào ngày 16 tháng 10, một học sinh lớp 9 ở xã Hồng Nam đã gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hưng Yên liên tục ra quân tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Các em học sinh thường là vi phạm các lỗi để khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng và dàn hàng 2 hàng 3. Đấy, và có nhiều cháu là chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện nhưng mà vẫn tham gia giao thông. Các cháu khi thấy lực lượng chức năng là một là hay là quay đầu, thứ hai là tăng ga bỏ chạy và lạng lách đánh võng, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để góp phần phòng ngừa giảm thiểu vi phạm cũng như tai nạn liên quan đến học sinh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức cho các em ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, Công an thành phố Hưng Yên đã phát hiện lập biên bản xử phạt trên 100 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông, xử phạt số tiền gần 120 triệu đồng, tạm giữ 75 phương tiện, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường và nơi cư trú để quản lý giáo dục các cháu.